Chiều ngày 11 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, sinh năm 1972, ngụ quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, về tội nhận hối lộ. Tất cả các quyết định nói trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Ông Đặng Việt Hà có trình độ tiến sĩ kỹ thuật và được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ năm 2014. Ngày 19 tháng 7 năm 2021, ông Đặng Việt Hà được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thay cho ông Trần Kỳ Hình, nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ngày 5 tháng 1 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở của bị can Trần Anh Quân, sinh năm 1963, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, sinh năm 1976, phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, và Phạm Đức Ngọc, sinh năm 1977, chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, về tội nhận hối lộ. Các quyết định nói trên được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.